Hãy đoán xem đây là ai? À, liệu rằng chia tay trong em có quên được câu ca tình yêu sao chưa em ôn nào phôi pha, đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Bí kíp vuốt lông mèo, nhìn thôi đừng sờ. Cấm đụng. Không. Muốn bị cào hả? Ủa đâu có cào đâu. Tuyệt đối không. Xin chào 500 anh em. Hôm nay tôi sẽ làm thử thách uống dầu gió xanh nha. Đây, tôi đã chuẩn bị sẵn một lọ dầu gió xanh để đổ vào đây rồi. Bây giờ tôi sẽ uống nha. Đây nè, xanh lè luôn. Ngon quá mọi người ơi. Cái vị như kiểu là kiểu gì đấy. Tôi thề là tôi không có nhìn thấy cái chai soda kem nó rơi đâu. Mày nói cái gì đấy? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Con hổ kêu như thế nào? Con hổ kêu như thế nào? Hello mọi người, hôm nay mình sẽ bài dancing với phong cách cô te đáng yêu nha. Dancing to the cup door, get about all the flow. And sing to the light cup door, get about all the flow. Dancing, chú bà đi mô nhá nhô. Xin cảm ơn 1 triệu người đang xem cái livestream này nha. Ủa gì đây? Fan Việt Nam hả? À, fan Việt Nam, nổi tiếng Việt Nam hả? Mình không quan tâm đâu. Việt Nam á, là một đất nước nhỏ xíu từ siêu à, nhỏ xíu à. Chừng nào fan Mỹ hay là fan Canada vô đây mình mới quan tâm nha. Việt Nam mình không quan tâm đâu. Bay AC thằng tiền. Mày nói gì mày? Bay AC cái gì? Xin lỗi Việt Nam đi, nói như vậy là bay AC đấy, không được đâu. Xin lỗi cái gì? Tao không thích đó, rồi sao? Mọi người ơi, hôm nay mình có một tin rất là sốc luôn. Đó là mình đã nhìn thấy một cái UFO ở trên bầu trời. Cái gì? Không tin á, cho mọi người xem này. Ok, đây là cửa sổ nhà mình nhá. Người nhìn này. Mọi người có nhìn thấy cái UFO đằng kia không? Đó, mọi người thấy gì chưa? Ok, nói chuyện như vậy đủ rồi. Bây giờ mình xin phép mình về hành tinh của mình nhá. Nào nè, về nhà đi. Bye bye. Ta đã ở bên nhau những năm tháng nhọc nhằn. You make me feel like I got everything. Dù mai có ra sao, ta vẫn sẽ tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything. Đứt tay đây nào. Trong đêm trăng thanh em gọi nhầm tên anh. Anh lao lên tung quả đá sông phi. Em đập vào lan can. Em đập vào lan can. Lan can lung lay em cường dây được ngay. Anh lao lên luôn tung quả đấm mái tay. Em lại đập vào lan can. Em đập vào lan can. Ngon khó tưởng. Ăn không? Không ăn à? Tao ăn. Trời ơi, bão tắt rồi.
Sao chưa ác vậy? Ác đâu mà ác. Ác thế còn gì nữa? Tự dưng người ta đang ngửi ngửi. Xong rồi, rồi nước mặt ta thế à? Ác thế còn gì nữa? Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta nói chuyện nhá, bình tĩnh. Cái đấy là đùa mà. Đùa gì mà đùa? Lại lỡ tay rồi. Ui giời ơi, cái con kia. Mày lại là vua cốc nữa à? Hả? Sao phòng bồ thế này? Thằng Nhanh đâu? Ừ, con không biết nữa. Nó không có ở đây thì mày phải dọn. Mày mà không dọn được, mẹ cho mày vào nồi. Hả? Con chỉ là một chiếc mèo thôi mà, làm sao mà dọn phòng được? Ấy mẹ ơi, đừng cho con vào nồi, con làm được, con làm được. Đi bót ơi. Có tôi đây. Hey, let's go. Ok. Xong rồi đấy, vừa lòng chưa bà ra? Ok, vừa lắm rồi, về chuồng đi. Đường về nhà bà vào tin ta, lúc có muôn trùng qua. Được, con gái của mẹ được. Để tối nay, mẹ mua 3 tay hảo hạng cho mày nhá. Oh yeah. Tưng 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 áo nó 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 tưng 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 à đi phơ lết đau con này đừng bấu mày có biết tao đang ngủ chưa không hả? Muốn nghe nhạc thì ra ngoài mà nghe. Hả? Ui da. Ủa, cái gì đây? Thằng này nghe cái gì mà nhảy sung với nhở? Ê, nghe cái gì đấy? Hả? Ngày hôm qua có chú cướp chui ra từ trong gầm giường. Vì em mây tâm thế nên là đi chạy ngay vào buồng. Và rồi chú ấy lấy luôn iPhone Plus màu hương. Rồi chạy đi ngay, ôi sao có điều gì không bình thường. Ôi sao không phải trong phim, sao sầm sỡ như em xem trên phim. Là em may mắn sao em nhói tim, cũng tại em lép nên em lại là đi. Là vì em lép 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 không một ai yêu em. Là vì em lép 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 không một ai thương em. Là vì em lép 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 không một ai yêu em. Là vì em lép 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 không một ai chờ em. Ao, 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 ao.
Mọi người ơi, hôm nay La đi ra ngoài đường, La gặp một bạn chó. Bạn ấy đến gần La, hít lấy hít để vào người La. Xong bạn đó hỏi là: Ủa, chiếc mèo, sao người mày toàn mùi mèo thế? Ủa, mình là chiếc mèo mà, mình không có mùi mèo thì mình có mùi gì? Trời ơi, cái quân què gì vậy?